Thưa quý vị, mặc dù lực lượng công an các quận huyện ở thành phố Đà Nẵng đã tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, nhưng một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan dẫn đến cháy nổ làm thiệt hại về vật chất, nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là vào thời điểm giáp Tết, nguy cơ cháy nổ lại cao nên người dân cần phải không ngừng nâng cao cảnh giác trong việc phòng cháy chữa cháy. Ngày 23 tháng 11, người dân ở kiệt 223 Trường Trình, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bất giác bị đánh thức giữa trưa bởi một vụ cháy. Ai nấy đều hoảng loạn và lo lắng cho những thành viên trong ngôi nhà 4 tầng. Ông Đỗ Văn Chiến, hàng xóm, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc kể. Tôi mới thấy lóe lửa lên ở cái chỗ cửa xếp. Tôi bảo mẹ chập điện rồi, nhà này chập điện rồi. Thế thì bắt đầu tôi mới thấy nó bùng lửa lên, nó dây điện nó đứt một cái thì nó bùng lửa lên. Bùng lửa lên cái thì tôi thấy nó rơi cái dây điện xuống một cái thì nó cháy từng cục một, nó rơi xuống một cái. Thế tôi mới đập cửa cái nhà mà người ta thuê cái quán ấy. Tôi bảo nhà cháy rồi thì nhà kia người ta mới dậy. Rất may vụ cháy đã được phát hiện và dập tắt kịp thời sau 20 phút và không có thiệt hại về người. Trước những nguy cơ về cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhiều địa phương đã tổ chức tuyên truyền và cho ra mắt tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng nhằm huy động sức mạnh 4 tại chỗ của quần chúng nhân dân. Dẫu còn khó khăn về kinh phí lắp đặt trang thiết bị, nhưng người dân đã đồng lòng vì sự an toàn của chính bản thân và gia đình. Khi được chi bộ, mặt trận, tổ dân phố chúng tôi đến cũng như cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng cháy tới từng hộ dân vận động và truyền đạt ý kiến cũng như là phổ biến về vấn đề an toàn của phòng cháy chữa cháy thì người dân rất là ủng hộ. Hơn một tháng qua, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra hơn 6.400 lượt cơ sở, phát hiện hàng nghìn lỗi vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 900 triệu đồng, đình chỉ 2 cơ sở và tạm đình chỉ 16 cơ sở. Chỉ những cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mới được hoạt động trở lại. Với nguy cơ cháy nổ cao tiềm ẩn vào dịp cuối năm, người dân hay các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn cần hiểu rõ và tự giác chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy. Bằng sự cẩn trọng và đồng loạt từ mỗi người dân sẽ góp phần đẩy lùi giặc lửa, mang lại sự an toàn cho mọi nhà mỗi dịp Tết đến xuân về.